Thờ cúng tổ tiên thì là tín ngưỡng phong tục mang giá trị nhân văn cao cả của người Việt. Nó thể hiện nét đẹp văn hóa, uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng hiếu thảo với công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc tiền nhân. Tùy theo phong tục của từng địa phương, hoàn cảnh của từng gia đình mà có cách lựa chọn, sắp xếp cái đồ thờ cúng. Bên cạnh bài vị, bát hương và đèn nến thì mâm bồng cũng là một món đồ thờ quan trọng trên bàn thờ gia tiên. Trong video ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng Đồ Gỗ Tùng Tám tìm hiểu ý nghĩa tâm linh của mâm bồng trong phong tục thờ cúng của người Việt. Về tác dụng của mâm bồng thì mâm bồng là một trong những món đồ thờ quan trọng trên bàn thờ gia tiên. Nó thường được dùng để đựng hoa quả, trầu cau hay là tiền vàng dâng lễ lên tổ tiên. Tùy theo điều kiện của từng gia đình và kích thước bàn thờ thì là số lượng và kích thước mâm bồng sẽ khác nhau. Có gia đình thì chọn một bài mâm bồng nhưng nhiều nhà thì sử dụng 2 đến 3 cái. Nếu bàn thờ sử dụng một mâm bồng thì chiếc mâm bồng đó được dùng để bày ngũ quả. Kích thước của nó thì thường khá lớn. Tùy từng vùng, miền địa phương mà hoa quả thờ cúng khác nhau, tùy tâm và lòng thành kính của gia chủ. Nếu bàn thờ sử dụng đến 3 mâm bồng thì bao giờ chiếc ở giữa cũng to hơn, dùng để đựng trầu cau, tiền giấy và vàng mã. Trong khi đó, chiếc bên trái đặt ở hướng đông thì dùng để đặt hoa, còn bên phải hướng tây thì dùng để đặt bày quả. Theo quan niệm của người xưa thì khi bình minh xuất hiện thì trăm hoa nở, khoe sắc hương với đời, và khi hết một ngày thì bắt đầu kết trái. Nó thể hiện quy luật tự nhiên của vũ trụ, vạn vật sinh sôi, nảy nở. Mâm bồng làm từ chất liệu gì thì tốt nhất? Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại mâm bồng có kiểu dáng, kích thước và chất liệu khác nhau. Phổ biến nhất hiện nay thì vẫn là mâm bồng bằng đồng, gỗ và bằng gốm. Trong đó thì đồng vẫn là chất liệu được sử dụng khá là nhiều. Do là mâm bồng bằng đồng thì được coi là sự kết hợp hài hòa của ngũ hành và những yếu tố tinh túy của trời đất. Mặt khác thì chất liệu này còn cực kỳ là bền, giá trị và sử dụng lâu dài, còn có ý nghĩa phong thủy tốt, mang may mắn, tài lộc và thịnh vượng đến cho gia đình. Kiểu dáng thiết kế thì mâm bồng hiện nay vẫn giữ nguyên cái kiểu dáng truyền thống thiết kế từ xưa, là với hai phần chính, đó là phần đế và phần mâm. Phần đế là chân trụ thiết kế với độ cao khoảng từ 10 đến 20 cm, vô cùng vững chãi. Phần mâm thì là có kiểu dáng tròn, hơi võng xuống ở giữa thì tạo nên nét mềm mại, cân đối cho sản phẩm. Mâm bồng thì thường được khảm hoặc là tạo những hình họa tiết, hoa văn mang ý nghĩa tâm linh truyền thống. Tiêu biểu nhất thì là hình ảnh chữ phúc, khảm bạc lá, xung quanh thì có các hoa văn lông phượng, những là con vật cao quý nhất trong tứ linh, hoặc là những hình ảnh cao quý khác như là lưỡng long trầu nguyệt, hoa sen, hoa đào hay là long phụng. Không chỉ làm tăng thêm nét sang trọng, cao quý cho chiếc mâm bồng, mà những họa tiết này thì còn mang ý nghĩa tâm linh cao đẹp, chúng mang lại phúc lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Mặt khác thì nó cũng phần nào thể hiện được nét tín ngưỡng của dân tộc. Về kích thước của mâm bồng thì là tùy theo kích thước của bàn thờ mà gia chủ sẽ lựa chọn được kích thước phù hợp cho mâm bồng. Kích thước mâm bồng thì sẽ tính theo đường kính của phần mâm chính. Thông thường thì đường kính của sản phẩm sẽ là 25 cm. Ngoài ra thì còn có nhiều kích thước khác nhau, lớn hơn như là 35 hay là 45. Và cũng tùy theo những cơ sở hoặc những đơn vị sản xuất thì họ sẽ có cách tính trực mâm bồng khác nhau. Qua những chia sẻ của chúng tôi thì mọi người đã biết thêm về ý nghĩa của mâm bồng trong thờ cúng phong thủy. Nếu mọi người yêu mến và quan tâm đến những kiến thức về phong thủy nội thất thì có thể like và bấm đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phong thủy tâm linh cũng như là nội thất gỗ trong nhà. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.